Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ vào chiều tối ngày 26 tháng 9. Theo ghi nhận, vụ tai nạn bắt đầu khi một chiếc xe container đi từ Đồng Nai về Bà Rịa, Vũng Tàu thì bất ngờ va chạm với một ô tô điện 5 chỗ và một xe bán tải Cú va chạm mạnh làm ba xe này dồn cục và tiếp tục đẩy, tông vào đuôi nhiều ô tô phía trước tạo thành vụ tai nạn liên hoàn. Tổng cộng có 8 xe bị tai nạn, trong đó có xe bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 51 tê liệt, ô mứ kéo dài đến 5 km. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý và hướng dẫn dòng xe từ Đồng Nai về thành phố Vũng Tàu chuyển hướng vào các tuyến đường liên xã của thị xã Phú Mỹ qua kiểm tra ban đầu tài xế lái xe container không có nồng độ cồn trong hơi thở hiện công an đang điều tra nguyên nhân vì sao xe container chạy không phanh khi xảy ra cú va chạm đầu tiên